thấu kim như thế nào là đủ. Lúc từ kim sâu nhất có lên ngay như vậy. Bây giờ là ok. Thì mình canh thằng này đi. À. Nó sẽ qua cái sừng trâu này một xíu. À qua sừng trâu. Thằng này cũng được. Bây giờ mình canh thằng này nó dễ được không? Đây, đây, đây là cái sừng trâu của nó. Cái này đúng không? Cái đen đúng không? Ừ. Để nó dầm ngay điểm khuyết đi. Vừa điểm khuyết luôn. Nó một nửa ok thì là ok. Hoặc là sâu xuống xíu thì mình. Nhưng mà may kim nhỏ hơn. May kim nhỏ hơn mà hàng mỏng hơn á. Nó sẽ chủ kiếm này sâu hơn. Tại mà kim 23 kia. Nếu mà đúng kim này là kim 25. Kim 23 của nó mà đúng là kim 1 gan của nó cũng sẽ bằng như vậy luôn. Nó sẽ không ngắn hơn. Nếu cái nhỏ hơn thôi. Quay hướng trước mặt luôn á. Cái vẹt kim á. Vẹt kim hướng trước mặt luôn. Không. Nó thuyết ngang mà tôi lần cái hồi tháo mộ ra thì biết. Qua đây sẽ thấy nè. Đây, qua đây. Cắm cái điện vô đi em hết. Cắm vô là 4 chấu. Đây, lên trước này. Đây, mồ nó nè. Từng người coi, thấy mồ nó đây. Sao mồ? Ao tới nè, bây giờ quyết nè, chanh đồ lại nè. Coi coi. Đang hở vậy anh Liêm à? Được rồi. Ủa, nó có đồ hở hả? Đâu rồi, đi coi đi anh. Cái này là móc trễ quá rồi. À, móc sớm quá rồi. Bây giờ trụ kim chuẩn của nó là bao nhiêu? Kim chuẩn. Lạ nằm ở đâu? Cái sừng trâu à. Qua sừng trâu à. Qua sừng trâu. Cái đen là cái sừng trâu, qua sừng trâu. Nó đâm xuống cái ngồ trâu là một xíu như vậy. Rồi. Ok. Là cái trụ kim. Trụ kim sâu nhất là... Nhớ nha. Chết coi rồi, nhớ đó. Qua một chút xíu. Rồi. Qua cái sừng trâu. Rồi. Gắn thì vô. Vô nó sẽ đâm qua cái thuyền xíu. Đây nằm qua thuyền không? À, thuyền này lấy ra sao lên? Giữa cái lỗ kim. Cái dịch này rồi. Cái này lấy ra nãy đó hả? Lấy ra nó có đồ gấp nữa. Nó có đồ. Cái này nó gấp ra được. À gấp ra. Gấp ra của nó là mày đúng cái chiều của nó mới ra được. Cái này mày đưa lên trên mới gấp ra được. Rồi. Đây lên đây nó không gấp được. Còn quay qua đây là không gấp được. Tại ra nó sẽ cứng ở chỗ này. Cái này lên đây nó mới gấp được. Rồi. Đó, vậy mới gấp được. Alo. Qua lại đúng rồi. Mở này ra. Nói ra. Chỉnh cái đây nè, nhìn trụ kim nè. Nhìn trụ kim nha. Đây nhìn trụ kim nè, thấy vô chưa? Vô rồi. Rồi. Thấy nè, đóng cái nó vô luôn nè. Thấy chưa? Thấy trụ kim nó vô không? Vô sát cái treo luôn. Cái này đóng. Đóng vô. Mình gõ nhẹ thôi. Gõ nhẹ là ngay trụ kim đi vô. Kim nó sẽ vô trong cái hộ. Còn muốn trả gì lại thì đây, chọc ra đây. Đóng cho lại, gõ đi. Gõ đi. Đó. Đó, ra lại hộ này. Thấy chưa? Cái hộ đó này chưa? Rồi. Nhìn nó vừa tới kim. Đó. Rồi bắt đầu xiết lại. Đó, ta vô kim đi rồi. Kim ra vô. Rồi, biết cái đó. Kim ra vô. Ra vô lần này. Đó. Rồi. Đó, ra. Đóng vô. Chốt kim à. Rồi. Nó đóng qua vậy là nó kim ra vô. Còn đây, ở đây là đóng vô hết liền. Cái này đóng vô lại là nó sẽ đẩy cái kim ra. Còn mình đây là đóng qua thì nó sát cái bộ treo. Giống như cái cây á mà mày đẩy cái đầu này thì nó gạt ra rồi. Gì đó. Này đó. Ừ. Yeah. Rồi. Đây mày đẩy cái đầu này thì nó gạt ra gì đó. Bộ treo đây. Cái bộ treo đây. Trong này có 3 con 4 ly. 4 ly, 3 con. Sẽ có 3 con nha. Mình đừng quay cái đường cái lỗ quay tới. Hai con. Qua đây. Con thứ ba này không mấy nè. Tiếp nè. Đi sai được mét nữa kia. Chào. 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 Chào.
nó hở lên. Đó là một hai cái chân tay rồi. Rồi tay đó. Tay đó. Giữ lại kéo xuống rồi đúng không? Giữ lại. Đó mình cứ mở con thứ ba ra. Con thứ ba mình cứ chỗ nằm từ bên. Nhưng mà lúc mình quay á, quay. Canh của đó. Có đúng một bước đi xuống hay lên? Hay là nó có hai bước qua lại? Ý là cái chỗ kim này xuống nè. Là có hai bước qua lại, qua lại hay sao? Chỗ kim này xuống. Cái chỗ kim cao thấp là chỉnh như này. Bây giờ con này chỉnh chỗ kim cao thấp, đúng không? Xuống từ quê chỗ nào có cách chỉnh chỗ đó là mình tới luôn tùy mình. Cái cái con thứ ba trong này ba con mà. Mình lấy bất kỳ con nào, hai con kia mình tới ra. Con đó mình giữ lại, mình nhớ cái con vị trí con đó. À, bây giờ đây à, bây giờ là móc sớm quá nè, thấy chưa, móc ở trên này đúng không, sớm quá đúng không, đó thấy chưa, đây điểm khuyết của nó không à, yeah. Móc sớm quá đúng không, cái này nó có độ, nó có độ rơ nha, nó rơ rất là cao á, cái độ rơ của nó rất là cao á, nó lắc nè, thấy chưa, thấy nó rơ không à, cái tay à, nó cơ bản của nó là như vậy, nó rơ như vậy đó, nó rơ vậy em chờ à, à, nó rơ vậy đó. Hai con coi này là ăn, cái này là ăn sớm. Đó, bây giờ sớm quá đúng không? Xe vô ly xuống. Xe hướng tới của mình. À, xe vô ly hướng vô mình. Thấy chưa? Này là quá hấp rồi, xe nó rồi, đục rồi. Xe vô ly lên. Này hay xuống gì? Canh nhẹ nữa nha. Còn này cái là nó đi ghê không? Xe lên. Lại nói gì? Nhích nhẹ thôi, chứ cái này nhích đấy nó đi quá hốc. Nhích nhiều đi nhiều lắm. Nhiều đi lắm á. Cái này canh canh nhẹ tới nhẹ luôn, nhẹ tới nhẹ luôn thôi. Không ngồi dưới bạn chứ mà. Lên lên. Cam này cam mấy? Cam cò hả? Cam này cam chính của nó. À. Không cam này mình. Cam chuẩn. Thank you.
cái này là cái hai thằng thằng này ba ly này với ba ly này nó sẽ ăn gian một phần ở đây ăn gian một phần cái lỗ lao tới hoặc lao luôn à, có nghĩa là cái bước sàn của nó hả? Ý nghĩa là cái thiếu điều treo mình móc tới đúng không? Ờ móc tới ví dụ cái này nó trễ, cái này nó sớm quá mình có thể ăn gian nó trễ lại nó có phần ăn gian ở đây luôn nếu mình canh cái này mình canh nó nhíp dê mà mình cậu thấy được cánh này nữa cánh này nó sẽ khó hơn cái quay bên này. Thằng này mở ra đẩy tới hả? Nó hai con ba ly ba ly này tới ra tới ra thì con này mình siết vô rồi hai cái ngược lại cái sằng cái tới sằng cái lui vậy là cách lại cái hồ này chật rồi. Giữa vẹt kim à? Nó nằm giữa chụp nó ở giữa là tốt nhất. Nhưng mà thường thường may nó sẽ sinh ra cái trường hợp nào lên? Nó test hay sao? Thứ nhất là test đế thứ hai là đội chỉ test đế với chỉ đội chỉ thì mình cũng trả ra giống cái kia vậy hả? Nó đội chỉ không phải là đơn giản đội chỉ mà kiểu như mấy kia nó nồi chị chứ dạng tình huống mà nó là nồi mấy mũi không hai mũi ba mũi sau nó may ok quay lại là mũi đó là từ chiếc đế đế từ đây qua đây đầu vô như vậy may tới đây nó may tới đây đẹp nhưng tới đây nó mùa nổi nó may về đây ok qua chiếc khác nó may từ đây tới đây đẹp về đây nó lại nữa nó tới là cảm xúc có chịu nó là lớn còn đây mùa nửa này mũi rồi mình chỉ chỉnh chỉ đúng không? Được cao đồng tiền cao đồng tiền nó mạnh rồi em muốn nhắn và bóp này vô đẩy tới là mũi dài nè cái này nó giống như cái trụ đó nhìn nè nè thấy không hai cái này nó đồng nhất là mũi dài nhất còn nó trả như vậy là mũi nó sẽ ngắn nhất vậy nó sẽ dài nhất máy mình dưới công ty trong mình có hai loại máy cái máy mà số mà 32 này á là cái mũi nó ngắn mũi em ngắn. Có chỉnh dài nhất nó phải đẩy mũi chị nó mới dài nhất cái này nó phải đẩy nó may nó phải đẩy nha thế là nó đẩy phụ không nó phải đẩy phụ về nhưng mà cái số mà 31 á là không cần đẩy đưa cho may là mũi nó dài luôn tại vì cái cam nó dài hơn cam nó lớn hơn cam thịt mũi nó lớn hơn còn muốn chuẩn hôm nay là phải như vậy nè được kiếm sâu nhất được kiếm sâu nhất đúng không được cái 4 ly vô bấm cái 4 ly nè anh bấm không đi qua đây nhìn đi qua đây nhìn thấy này không thấy kẹt ngang này không đây đứng như vậy đó để cái tay vậy quay cái tay lên cho cái tay lên đụng này rồi ok đúng không hai cái đường này nó sẽ song song nhau thấy không cái đó cặp chuẩn hả thấy không thấy hai được dọc chưa thấy hai được dọc không hai dọc mà ta cái đường gạch nè thấy chưa cái cốt này có còn cái đường gạch nè thấy cái cốt cái đường gạch chưa thấy rồi
thấy tốt có được chặt. Nhưng mà đây hả? Thấy cốt có được gạch ngang chưa? Thấy cái cốt chưa có được gạch ngang chưa? Đó, cái đường gạch kìa, thấy không? Từ cây dứt nè. Nè, cái cây gạch ngang nè. Đây nè, cái cốt. À, thấy chưa? Thấy rồi. Thấy chưa? Giải rồi, dơ được không? Đây hả? Đó, thấy chưa? Thấy gạch ngang chưa? À, thấy rồi. Nó song song với cái đường gạch của cái đường dài của cái đánh dấu. Đó là tâm trường của nó. Lên cái tâm này là coi cắm họ ở này. Trên lúc đường hả? Nếu mà quay 4 ly mà đưa 4 ly bấm tay mà quay lên đụng cái tay như vậy á, mà chị ngộ không bao giờ chỉnh được hết á. Đi cờ nào chạy kim, cờ nào bầu mùi á, có nghĩa là cái độ lao tới nó khác. Nếu mà chỉnh sai tâm á, cái độ lao tới này nó khác. 4 ly Thông nhất kim đi sâu nhất. Kim sâu nhất thì bấm ngay đây. Thấy chưa? Xong là quay lên cái tay đụng lên phía trên. Rồi, coi cái đó. Thẳng, ok. Rồi, thấy rồi. Còn mà nó trên lệch, chuyện dậy là đường hết, hiểu không? Rồi, thấy rồi. Nó không được trên lệch nhiều quá. À. Nó trên lệch còn một xíu nè. Rồi, như cái tâm á, là ok. Còn mà thí dụ mà mình quay lên á, mình thấy hai cái đường đó nó lệch như vậy. Nhìn đi. Hai cái đường nó lệch như vậy là không bao giờ quay được. Không bao giờ chỉnh độ được hết. Mấy đó là điểm chuẩn của nó. Đó là lấy tâm đó, chạy tâm là gì đó. Tâm trong mày nữa nè. Tâm đây. Cái này chưa có giờ mở, rồi đối luôn. Rồi. Chân vịt. Chân vịt bao nhiêu là chuẩn lên? Tùy nó đè lên cái liệu thôi, đè lên kinh tế thôi. Cái này nào? Cái này cũng vừa. Không, có gì không? Có gì sửa? Đó. Chân vịt coi. Ngoài cao thấp rồi này. Sau này ba ly rồi. Giác ba ly đâu. Tê. Tê 3 thấp. Cái tê 3. Đến lúc giác đến chân bên ngoài. Hai con ba ly này. À. Lên xuống. Rồi chỉnh chân bên ngoài. Rồi chỉnh chân bên trong. Là 4 ly. Hai cây bút ly này đây. Cái tiêu bình này quan trọng lắm nha. Tức là bước trong này quan trọng á. Nó tới ảnh hưởng tới khả năng chỉnh kỹ. Chỉnh kỹ của chiếc giày á. Nhưng mà nó bao nhiêu là chuẩn của máy đế lên? Không có lo gì. Tùy cái loại liệu. Cách cái loại liệu đó. Cái này xuống cách nó bước cao thấp có đứa đẹp, có đứa nó may tùy người may đó nha. Có đứa nó may chân vịt nó hơi cao xíu may ok, nhưng mà công khác chưa may kia hạ là chỉnh chỉ ở đây cái độ nặng nhẹ chân vịt là này nữa này. Rồi chân vịt nặng nhẹ nè, nó là nó giảm xuống nặng hơn nén cái này. Nhưng nghe yếu là vậy, cái này nó đừng quan tâm cái của bạn cam của nó đây. Ra ngoài này cam này là cái cam bước đi à. cam này là cam của chân vịt trong à. Cam chân vịt trong cách nó bước nè, ngoài thì nó cách nó bước trên này. Cái chân vịt nó bước nè. Thấy không? Đi ngang xuống dưới lên. Này nó chỉnh cái nè. Cứ bước rồi hả? À, đi ra xa. Nó đi xéo lên. Thấy đi xéo lên không? Xéo lên mà kim xuống mà nó chưa xuống kìa. Nó dừng ngược nè, thấy không? Cái chân vịt xuống không? Là chuẩn là kim xuống là nó mới xuống luôn. Là
nó có điểm nhất định gì không, hay là mình rà rà từ từ vậy thôi, nó có cái như mấy lúc mũi rồi tùy không theo cái bước không không có định tùy theo đứa mày, tùy theo trình nội trì nữa mình mới chỉnh cái bước chân rồi. Nó có thể có máy á, mình chỉnh như vậy là ok, nhưng có máy á nó sẽ trên lệch một tí hoặc là nó sẽ lệch xuống hơn. Như thế nào là chuẩn chuẩn của cái đồng tiền này trước mày rồi chưa mày rồi có cái chụp tiền trước rồi nói cái đó nữa. Đồng tiền hả? Đồng tiền là quan trọng nha. Khi mà kim cắm nè, bị nè, cái đầu hơ nè, đồng tiền lớn nè, đồng tiền lớn là đồng tiền chính nè, cái này phụ thôi, này cũng quan trọng lắm. Nó chỉ là phụ đậy, phụ chỉnh những cái nhẹ nhất thôi. Quan trọng là cái đồng tiền chính này, họ như vậy là ok, đúng không? Lúc này tìm kim nha. Kim bằng cái tiền dịch nè, tìm kim nè. Nó là kim xuống nè, kim xuống là nó sao đồng tiền đó nè, kim xuống đồng tiền mày hở ra kim xuống là đồng tiền mày hở ra, đồng tiền khi nào nó sẽ hở kim nó xuống đó. Nhưng mà khi đi lên nè, khi đi lên đồng tiền nó phải khép vô nha, bắt đầu đi lên, đi lên đồng tiền khép vô nè, thấy chưa? Lên tới đây là bạn khép hết lên căn cùng là nó phải khép lại hết, vô lên tận cùng không nó lên tận cùng đây mới là tận cùng nè. Đó. Tùy nó may cái hàng nào nữa, nó canh cái đồng tiền là được. Nhiều lúc mình canh như vậy là không được. Nhưng mà cái cách canh sao lên, cách canh đồng tiền lên sao? Đồng tiền, đã nói rồi, đồng tiền đầu tiên nha, mày cắm xuống. Lúc mà kim cắm xuống là mày phải đá ra đúng không? Đây, bây giờ nó bình thường vậy, lúc kim tới, nó phải đá ra nè. Nhưng mà chỉnh nó là... Ví dụ nó không đúng á, mình chỉnh đâu. Đâu? Đây. Đây, nó đồ này. Cam đồng tiền đây. Cam đồng tiền đây. Cam đồng tiền là cái ngoài này, ở trong này là cam bước chân vịt, trong cam chân vịt, cái ngoài này là đồng tiền đây, mà nó mở ra thôi, mở nó ra chỉnh thôi, mở ra chỉnh khác nè, đi khác nè, khác đi khác nè, nha. Lên lại chưa rút vô thấy chưa, lên chưa, lên lại chưa rút vô nè thấy chưa, đó giờ dậy mà nó như vậy đó, mà nó rút vô rồi nó sai rồi, đúng chưa? Nghe không, cái này á như thế nào là chuẩn lúc mình đạp như vậy, mà cái cam này mà không thấy cái ốc ngay đây là sai này. Nó chỉ tập trên rồi đó, lúc mình đạp như vậy nên đạp một bước cái cò lên cao nhất cái này, kim chỉnh chỉnh được hết này đúng không, cò lên cao nhất này, nhưng mà mình không thấy con ốc của cái cao đồng tiền ở đây là mình sai rồi, không có đường nào mà đúng hết á, thấy không, không có đường nào mà đúng á là mình may mà đạp không may rồi giờ mới được, cái chỉ nó không được, lúc nổi lúc động, lúc động cam nó buộc là có cái con ốc thứ hai, con ốc thứ hai này. Chừng làm sao mà lúc mình đạp một phát mình phải thấy được con ốc, con ốc thứ hai đó, kể tính từ trên xuống con ốc thứ hai, đây con ốc thứ hai đúng không, một đó mình lấy con này một đi cái dễ, một con thứ hai đi lên đúng không, đó mình lúc mình đạp cái như vậy, kim lên tầng cùng hay kim xuống tầng cùng lên, kim nó phải lên như vậy, kim lên tầng cùng là con lên trời, là còn. Mình lấy mình tính bây giờ mình tính con số một đi, à, số một để có là mình đứng đứng cái bí bệnh nha, số một lâu qua gì mình đó, số một á con thứ hai là mình quay ngược chứ cái tay quay này con là thứ hai đúng chưa, con thứ hai mình đây một hai, hay là mọi người muốn nghĩ sao, muốn hai hay là một tùy, tại lúc mình đứng ngược mình chỉnh mà thì liên tay canh là canh cái đứng ngược đây đó mình làm nó như vậy, con đầu tiên là con ốc đầu tiên nó phải tầm ngay đây là cam mình mới làm cam đồng tiền bắt đầu đúng lúc thì cái máy đế nào vậy đó, nó phải như vậy. Và tiếp theo là canh cái bước chân vịt này đúng thế nào á, là sẽ dựa vô cái cam đồng tiền này, là cái con thứ hai nè, đây đúng không, con thứ hai là con thứ hai là nó sẽ ngang bằng cái con thứ nhất của cái cam bước chân vịt, nó sẽ ngang bằng ngang hoặc trên lệch tùy mình nè, nó lên hoặc lên trên lệch xuống lúc mình chỉnh cái chân vịt bước đó, nó để nó chỉnh là khi nào hai con này nó ngoài tương nhau hết nè, cứ quay ngược lại hai con nó sẽ tương đương nhau đó, như là cam vậy đúng, vịt là cam đó. Mỗi lần mình mà chỉnh cái cam đồng tiền là cam chỉnh bước mình phải chỉnh, nó sẽ có trên lệch với nhau,
có thể có máy á, có đứa may á, mình sẽ chỉnh như vậy, nó sẽ trên lệch xuống như vậy, nó may ok. Nhưng mà đứa khác kêu may là không ok, là có thể nó sẽ may, nó sẽ trên lệch lên một xíu. Nhưng mà nó chỉ có trên lệch trong một tí vậy thôi nha. Chứ nó mà nếu mà nó mà trên lệch dài quá là trôi. Cái như vậy là trôi, nhưng kêu may không được. Chỉnh là này đó là mình phải liên quan tới độ cao thấp của nó nữa, cao thấp chân vịt mà nó không đồng cái lúc mình chỉnh như đây á, là dẫn đến là chị lộng chị nội chị đó, cái thời gian mình đụng á, mình ngồi mình bơi á, mình có thể thấy cái cảnh hay làm nhà nè. Ủa nghĩ chưa keo rồi hả? Hả? Rồi sao? Quay là người ta biết người ta có bồ đúng không? Đó. Wow, cái máy này hai cam này thôi hả? Còn cam gì nữa không? Tâm là chiều nữa. Mày. Này, trong này thì không nên mò. Rồi xong rồi đó. Chỉ. Ở chỗ này. Đó, chỉ. Đó, nó sẽ liên quan như vậy. Nó làm đưa xuống như mình may chỉ đế mà cái hàng xuất nó còn là không may được. Sao kỳ vậy anh Liêm? Tại vì mũi nó ngắn quá, nó không thể nào làm dài hết được à. Nó chỉnh bất kỳ cái gì luôn, nếu mà để rinh nguyên cái của nó không bao giờ may được. Hàng anh ta chỉnh riết, ta nghiệp phương là nó chỉ may hàng gì? Đấy, mình chỉnh sai, nó là một thời gian nữa. Nó chỉ may hàng gì anh Liêm? Hàng xuất nó còn. Không biết là cái hiện tại máy này nè, hai hàng mấy hàng xuất cột đi bốn đó. Đó là bên đây hàng nào xuất cột có mang chị đế là nó sẽ may. Sắp tới nó mang chiếc rồi đó. À. 10 chiều xuống chuẩn. Còn cam này, thường thường chuẩn của nó là, đây trong này nó có hai cam muốn ly. Hai cam muốn ly này, ngay cái cốt này nó sẽ có một cái đường bằng, dạng cái tâm đó, đó nó bát cái đi á, nó không còn chạy cái tâm. À. Hai cái muốn ly này, thường là mình không có lên bằng. Còn cái cam này? Cam chỉ đó. Đâu cái đó là xó. Ốc này nè, ốc này nè. Ốc là xó cái chị, một cách chị nấy. Mũi ngắn mũi dài cũng là nó nằm đây. Ngắn dài sao đi? Cái này nó đi theo cả cung của thằng này. Thì mũi ngắn mũi dài thì xiết mấy cái vàng này lại giống như là cái con ấy thôi. Rồi, này con này nó canh xiết cái này con lại nè. Con này, con ba ly này, hai con ba ly này. An Giang chỉnh độ. Bây giờ mình chỉnh độ cái đó rồi. Cái đây đúng không? Chỉnh cái nội cái đây, rồi muốn nó xuống cái đây một xíu, mình đang gian cái đây, hai con ba ly nữa, lớp vô là không thể được, đi sai luôn. Dẹp đây. Mới hỏi gì đó anh Liêm? Là bốn ly. Đây là. Tới luôn. Rồi. Con này, giá này. Nó sẽ di chuyển này được tới luôn cái điểm trục của con này. À. 4 ly cho nhét cái 4 ly vô. Cắt ok. Được chưa? Ly con 4 ly vô nó cũng hơi gặm tí. Đây rồi còn sao? 4 ly 2, khoảng 4 ly 2 á. Cứ 4 ly được là ok. Đây, là thằng này, 6 ly nha. Tất nha. Để tới đây lui canh khoảng 4 ly 2 là ok, 4 ly 2 là ok. Nhưng mà kim lên tận cùng mình mới chỉnh cái đó hả? Không, mình cứ quay luôn như vậy. Rồi mình quay luôn sau như vậy là ok, là mình nhét vô thôi. À. Bây giờ quay bằng hai cái chân vịt. Tính vậy hai cái chân vịt bằng nhau. Đó, chúng ta bước vô là như con trên là lấy thôi. Đưa vô là lụm thôi. Có gì hết. Rồi. Rồi. Một thằng bút à, con kia đen đó hả? Thằng ngoài, thằng ngoài gì là dưỡng liệu thôi. Quan trọng là thằng bước dài ngắn là khác. Cái này là, đây là dài nhất nè. Dài không? Dài bao nhiêu không? Dài ngắn nè. Là bước nè. Giờ thấy bước ngắn lại không? Bộ dài được không? Đồ, 3 con bước đi như này. Có 3 con bước đi. Để mình trình đổ. Đối ra 2 con. Thank you.
chào anh liền. Cái dòng này lúc mình tháo cái mặt Việt Nam mình mới lấy ra được. Tháo mặt Việt Nam mình mới lấy được. Xin. Nhớ nha, đưa mấy cái nhựa cò cò nha, đừng đưa tới đâu khác cò cò. Nợ nó ngót. Thế này, lúc ráp vô nó sẽ như vậy. Cái mặt này luôn luôn nằm ngoài. Nằm ngoài. Ráp vô. Là luôn luôn nó nằm ngoài. Đó. Thứ hai là cái màu treo này nó sẽ xoay ra úp như vậy nha. Úp ra vậy để làm gì? Bỏ cái thuyền vô vậy sao bỏ thuyền, nếu mà bỏ vậy sao bỏ thuyền bỏ thuyền úp lại nó vô, nó ngược lại với cái ổ máy vi tính, nó sẽ úp lại mình bên ngoài nhét thuyền nữa được. Và cái nhông này như thế nào đúng? Tốt như thế này, nhưng mà hai cái tay này luôn luôn nó sẽ nằm dưới, tại vì cái mặt quyền nằm trên mà, đúng không? Nếu mà nhân vượt như vậy là mình không ráp gì được, mình gắn vô đây được mà ráp đây không được. Tại sao? Tại cái nhông này nó phải nằm dưới, cấm vô cái nhông này, nên là bởi vậy nó phải nằm xuống dưới, không thể nào mà nó nằm bên trên được. Đó, nó nằm xuống dưới nè, nó mới cấm vô cái nhông này được nè, thấy chưa? Và như thế nào để ra vậy ráp? Mặt quyền ra vậy ráp? Ăn rất quen khó bán. Như thế này là rất chuẩn máy đế. Để cái như vậy, đúng không? Để cái sừng trâu như vậy là về ráp nè, không để, nếu mà để sừng trâu kiểu nào được, không mà để chạy thì mất kim thì không ráp được, không cái để sừng trâu ở đây, không kéo cái này lui, kéo này lui, thấy chưa? Chỉnh cái ổ trâu giống với là cái này, đúng không? Kéo này lên, ráp vô, lắc nhẹ lắm, lên lên nhẹ, lắc có, ráp vô, chưa? Cái này, là ok. Còn nếu mà sai là rất sai là như vậy nè. Đây. Đúng không? Bây giờ ví dụ này thì. Nè. Nó này đây đi. Đây đi. Bây giờ để về mình ráp đi ha. Để về mình ráp đi. Đúng không? Đó, đúng không? Đúng không? Đúng không? Này là dạ. Này là ráp sai. Sai rồi. À, thứ nhất là kéo lên đây cũng không được luôn nè. Mấy cái tròn chúng ta mà cái dao đem xém mày sao mày cái khác thôi, cứng á là do cái nhông này này đúng không? Thấy chưa? Không để ý đẩy cái này lên thấy trôi chưa? À. Tạch chưa? Là cái lôi ra.
ra kéo này lên. Lắc lắc nhẹ thôi. Nó sẽ có người hở. Đợi người thôi. Rồi. Đó, kiểm tra như vậy là ok. Quên. Đây, sai. Có khả năng sẽ như vậy, có khả năng mình chỉnh nó mình lúc mình ráp vô nó sẽ ăn gian tới đây cũng có người tới đây ra khoảng 1 ngàn là ok. Chỉ có sai một cái thế thôi là quá ăn cám liền.